Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bình luận có tựa đề Vụ Trịnh Xuân Thanh, Việt Nam chỉ còn 48 tiếng. Sau khi ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam bí mật sang Berlin, gặp và đàm phán riêng với phía Đức về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, tại đây phía Đức đã trao tối hậu thư cho Việt Nam. Cho đến nay phía Đức không tiết lộ điều kiện được đặt ra trong tối hậu thư, nhưng có lẽ trong đó nêu rõ yêu cầu phía Việt Nam phải trả lại ông Trịnh Xuân Thanh để đưa sự việc trở lại nguyên trạng. Tới thời điểm này, thời hạn của tối hậu thư đưa ra đã hết, phía Việt Nam vẫn chưa có biểu hiện sẽ đáp ứng những điều kiện được đưa ra. Do đó các biện pháp trừng phạt tiếp theo từ phía Đức có lẽ sẽ bắt đầu được khởi động. Nhiều khả năng biện pháp được lựa chọn đầu tiên sẽ yêu cầu thêm một số nhân viên ngoại giao Việt Nam tại Berlin phải rời khỏi nước Đức. Các việc tiếp đến có thể cắt các khoản viện trợ hoặc ưu đãi tín dụng mà phía Đức đã ký kết trước đó trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đem về cho Việt Nam. Các khoản viện trợ phát triển phục vụ dân sinh có thể sẽ được cân nhắc, chưa đưa vào trừng phạt lần này. Tuy nhiên phía Đức có lẽ sẽ bảo lưu các quyền đưa ra các trừng phạt tiếp theo nếu phía Việt Nam vẫn không chịu sửa chữa các lỗi lầm khi đưa mật vụ Việt Nam xâm phạm chủ quyền, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Đức và các cam kết an ninh quốc tế. Vụ việc trở nên căng thẳng hơn khi hôm 31 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam ở Đức tổ chức quốc khánh lần thứ 72 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Berlin đã không hề có bất cứ khách ngoại giao và đại diện nước chủ nhà nào tới dự. Uy tín của chính phủ Việt Nam bị chìm đắm theo vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Hiện vẫn chưa có đối tượng nào ở trong nước đứng ra nhận trách nhiệm khi ra lệnh bắt cóc này. Phía cảnh sát Đức đang tích cực truy tìm kẻ chủ mưu và các đồng phạm. Trong đó có thể sẽ xuất hiện những khuôn mặt quen thuộc người Việt Nam đang định cư tại Đức, dù vô tình hay cố ý, đã có mối liên hệ với những đối tượng trong đường dây nằm trong Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Dự kiến trong 6 tháng tới, phía Đức có thể sẽ hủy mọi quan hệ thăm viếng chính thức với Việt Nam. Dù không có liên can, nhưng đây sẽ là một bước lùi lớn mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Vào ngày 31 tháng 8, cảnh sát Đức gọi điện cho anh Bùi Quang Hiếu, chủ chiếc xe ô tô đã được kẻ bắt cóc dùng trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Anh Bùi Quang Hiếu là chủ doanh nghiệp dịch vụ cho thuê xe, tổ chức sự kiện. Chiếc xe của anh cho một người đồng hương tên là Nguyễn Hải Long thuê. Vào dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Đức, Nguyễn Hải Long đã thuê trước xe này và theo lộ trình ghi lại, thì chiếc xe đã sử dụng ở Berlin trong quãng thời gian Nguyễn Xuân Phúc công cán ở đây. Hiện nay Nguyễn Hải Long đang bị cảnh sát Đức bắt giam và khởi tố về tội làm gián điệp và bắt cóc người. Phía chính phủ Việt Nam không lên tiếng gì về vụ bắt giữ này. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2017, anh Bùi Quang Hiếu, chủ chiếc xe, đã cùng 3 người bạn từ Praha đến Berlin để nhận lại chiếc xe từ cảnh sát Đức. Đáng chú ý là khi trao trả chiếc xe, những ghi chú, đánh dấu và băng niêm phong còn nguyên vẹn. Anh Bùi Quang Hiếu cho biết, chiếc xe bị giữ từ ngày 28 tháng 7. Ngày 30 tháng 7, nhà báo Huy Đức đưa tin trên Facebook của mình về việc Trịnh Xuân Thanh đã trở về gây xôn xao dư luận. Tiếp đến, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói không hay biết gì về vụ này. Đến ngày 2 tháng 8, thì các báo đưa tin Trịnh Xuân Thanh về đầu thú. Báo chí Đức đưa tin và chính phủ Đức đưa ra lời cáo buộc phía Việt Nam bắt cóc và đề nghị đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức nguyên trạng. Những dư luận viên của Cộng sản Việt Nam cho rằng cảnh sát Đức quá kém cỏi, không biết gì, đến khi báo chí Việt Nam đưa tin thì nước Đức mới biết và phản ứng. Nhưng căn cứ vào ngày cảnh sát Đức tìm đến chiếc xe, cho thấy họ đã điều tra vụ việc từ rất sớm, trước khi dư luận Việt Nam phong phanh tin Trịnh Xuân Thanh bị bắt về Việt Nam. Trên chiếc xe mà cảnh sát Đức trao trả lại cho chủ xe Bùi Quang Hiếu, còn có những vệt máu lớn mà cảnh sát đánh dấu, cũng như những vết cào cấu trên đệm xe đều được đánh dấu. Đây là chiếc xe mà hàng ghế sau có thể quay lại ngồi đối diện nhau, rất thích hợp cho việc khống chế bắt giữ. Tính cả người lái chiếc xe có 6-7 ghế ngồi, một ghế lái và cạnh lái, và hai ghế hàng thứ hai, ba ghế hàng thứ ba. Vị trí Trịnh Xuân Thanh ngồi ở giữa hàng ghế hàng thứ ba, hai bên là hai mật vụ, trước mặt là hai mật vụ, tức là có 4 người khống chế Trịnh Xuân Thanh trên chiếc xe. Người ngồi ở ghế cạnh lái xe chắc chắn phải là một người Việt sống ở Đức, thông thạo tiếng Đức để đưa đường chỉ lối. Như vậy, còn có thêm một chiếc xe nữa để đưa Đỗ Minh Phương lên đó. Đỗ Minh Phương là bạn gái của Trịnh Xuân Thanh, làm việc ở Bộ Công Thương, trước đây công ty mà Thanh quản lý trực thuộc bộ này.
Chiếc xe bắt giữ Trịnh Xuân Thanh theo thiết bị theo dõi lộ trình cho biết đã đậu ở khu vực khách sạn mà Đỗ Minh Phương trú vài ngày. Ngoài những dấu vết trên xe do vật lộn và một hộp thuốc gây mê dạng tẩm vào khăn ấp lên mặt, cảnh sát Đức còn có những nhân chứng chứng kiến xô đẩy, gào thét của vụ bắt cóc. Đặc biệt là giờ họ có thêm một tòng phạm là Nguyễn Hải Long. Cảnh sát Đức đã tế nhị để lại những vết đánh dấu trên chiếc xe khi trao trả, một thông điệp đến những kẻ bắt cóc. Việc này dẫn đến câu hỏi hoài nghi, tại sao những kẻ bắt cóc lại sơ hở khi để lại dấu vết như vậy? Chúng cố tình để lộ hay chúng quá sơ hở? Những kẻ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chỉ tập trung vào duy nhất một nhiệm vụ, bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh và đưa về Việt Nam bằng mọi giá, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc để lại dấu vết không quan trọng bằng việc đưa được Trịnh Xuân Thanh về nước. Theo dõi những trao đổi của Thanh với Phương qua Internet, chúng biết được ngày hẹn gặp và đã thuê xe trước đó để thực nghiệm địa hình. Khi yêu cầu của Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính thức khi gặp chính phủ Đức không thành, lệnh bắt cóc được ban ra để trả đũa nước Đức đã từ chối yêu cầu của Phúc. Những mật vụ đi theo Nguyễn Xuân Phúc đã nhận lệnh thực hiện phương án 2, tức là tổ chức bắt cóc ngay lập tức Trịnh Xuân Thanh. Tức là việc bắt cóc này là phương án dự phòng sẽ thực hiện ngay khi phương án đề nghị của Nguyễn Xuân Phúc bị bác bỏ. Vì chỉ cần đạt được mục tiêu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về, những kẻ thực hiện vụ bắt cóc khi xong việc đã giao lại xe cho Nguyễn Hải Long mà không thèm để ý đến dấu vết trên xe để xóa. Thậm chí chúng không ngần ngại đưa thẳng xe chở Trịnh Xuân Thanh vào Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin để làm thực hiện một số việc hỗ trợ đưa Thanh về. Những kẻ tham gia bắt cóc đã ở một khách sạn Sitehop. Cảnh sát Đức đã có hình ảnh rõ về những đối tượng tham gia vụ bắt cóc này từ các camera của khách sạn. Các nhân viên khách sạn cho biết, trong số 3 kẻ bắt cóc cư trú tại khách sạn, chỉ có một người nói được chút tiếng Anh. Những hành động trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho thấy, phía Việt Nam không thèm đếm xỉa gì đến phía Đức. Sự coi thường này cũng như sự coi thường của phía Việt Nam với các nước phương Tây trong nhiều vụ việc khác, là một nước nhỏ lại theo chế độ Cộng sản. Bản chất luôn luôn đối nghịch với các nước phương Tây vì hệ thống chính trị. Lệnh lại thực hiện từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn dĩ không ưa gì phương Tây, nên những người tổ chức bắt cóc thấy không cần thiết phải quan tâm phía Đức sẽ phản ứng những gì. Nếu sự vụ mà đụng chạm đến Trung Quốc, thì mọi việc sẽ đắn đo từng câu từng chữ hay cử chỉ vì e ngại mất lòng. Nhưng với phương Tây, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không nhất thiết phải quá chú trọng giữ gìn quan hệ. Thái độ sau vụ bắt cóc cho thấy Việt Nam bất cần. Họ làm ngơ trước những đòi hỏi của Đức cũng như những cáo buộc bắt cóc. Không những thế, họ còn cho dư luận viên tung ra những bài viết kích động thù hận nước Đức, miệt thị nước Đức trên mạng xã hội và điển hình là tờ báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Phía Đức đang kiên trì điều tra và củng cố thêm chứng cứ của vụ bắt cóc, cũng như kiên nhẫn chờ đợi chính phủ Việt Nam có câu trả lời chính thức xác nhận hành vi phạm pháp của mình trên đất Đức. Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã từng coi thường và bất cần những vụ va chạm về pháp lý như vậy, để rồi sau đó trả giá đắt như vụ kiện của Việt Kiều Hà Lan Trịnh Vĩnh Bình hay doanh nhân người Ý kiện hãng hàng không Việt Nam. Nguyên nhân cũng tại tư duy nhiệm kỳ, hậu quả nặng nề từ những coi thường pháp lý quốc tế không đến ngay. Chính vì thế, những lãnh đạo Cộng sản Việt Nam họ làm ngơ, có gì những người kế nhiệm sau sẽ xử lý. Ở độ tuổi 73 và quãng thời gian ngắn còn lại trong nhiệm kỳ thứ hai là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng không việc gì phải xuống nước để mất danh dự. Ngược lại, y sẽ kiên quyết giữ và đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử để thể hiện quyền uy của mình. Việc trao trả Trịnh Xuân Thanh bây giờ là rất mạo hiểm đối với uy tín của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, hai kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nước Đức có hàng trăm ngàn người Việt sinh sống, cũng như nhiều tài sản, chương trình giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa của Việt Nam gắn bó tại đây. Sự thinh lặng làm ngơ của chính phủ Việt Nam trước cáo buộc của nước Đức sẽ tiềm ẩn mối thiệt hại lớn khó lường sau này đối với nhân dân và đất nước Việt Nam. Những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nếu thực sự vì đất nước, cần phải có những trả lời rõ ràng mang tính hợp tác với ý kiến của chính phủ Đức. Không thể vì uy tín cá nhân quyền lực của mình mà đánh đổi lấy những hậu quả khôn lường nhân dân và đất nước phải gánh chịu. Quan hệ ngoại giao Việt-Đức do nhiều người Việt Nam, nhiều lãnh đạo Việt Nam phải mất nhiều năm xây đắp mới có được như ngày nay. Nó là một tài sản vô giá. Những con người như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc chỉ nhất thời dùng thủ đoạn mà chiếm quyền lãnh đạo đất nước trong quãng thời gian có hạn. Những kẻ như Trọng, Phúc
không có quyền được đánh đuổi những tài sản vô giá như quan hệ ngoại giao với Đức bằng những hành động ngu xuẩn để đổi lấy uy tín cho cá nhân của mình. Nhân dân Việt Nam cần lên án và đòi hỏi những kẻ cầm quyền phải chấm dứt thói kiêu ngạo, háo danh, bệnh thành tích của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Không thể cứ mỗi lần một lãnh đạo lên lại sẵn sàng gây thiệt hại cho đất nước chỉ cần giữ được quyền lực của mình. Không thực hiện những công trình vô bổ, lãng phí thì cũng thực hiện những chính sách bóc ngắn cán dài lấy thành tích là căn bệnh trầm kha mà hầu hết lãnh tụ Cộng sản nào ở Việt Nam cũng đều mắc phải. Chính căn bệnh này đã hủy hoại đất nước và con người Việt Nam, ngăn chặn sự phát triển của dân tộc. Tất cả chỉ vì những kẻ cầm quyền bên ngoài nói là công bộc của dân, nhưng thực chất cả chúng và nhân dân đều tin chắc chúng là ông chủ của dân. Trên cơ sở tư duy ấy, chúng thả sức đem tài sản, tính mạng của nhân dân ra đổi trác với những mục tiêu cá nhân của chúng và chúng còn được tung hô ca ngợi. Khi phát hiện ra chiếc xe sang biển xanh ở Hậu Giang, Nguyễn Phú Trọng lần ra vụ 3.200 tỷ, tức là khoảng 100 triệu USD bị thất thoát. Nhưng khi người Đức phát hiện ra chiếc xe bắt cóc chủ cái siêu xe sang kia, Việt Nam sẽ mất bao nhiêu triệu USD sẽ là điều đáng phải nghĩ.